Thưa quý vị và các bạn, vừa qua diễn biến phức tạp của hoàn lưu cơn bão số 3 đã ảnh hưởng và gây thiệt hại nặng nề về người và của cải ở nhiều địa phương trong tỉnh. Theo đó, lĩnh vực du lịch cũng đã chịu những tác động tiêu cực do thiên tai gây ra. Hiện ngành du lịch đang nỗ lực khắc phục hậu quả để khôi phục hoạt động trở lại. Tại thị xã Sapa, các tuyến đường đến các điểm du lịch trên địa bàn cơ bản đã thông suốt. Các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn đang tích cực chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai và đón khách trở lại. Chúng tôi cũng có những cái biện pháp như là giảm giá dịch vụ này, nâng cao chất lượng dịch vụ hơn này và đưa ra các cái chương trình khuyến mại, rồi thậm chí là có các cái gói sản phẩm mới. Các cái sản phẩm mới, ví dụ như là khi khách book một cái phòng nghỉ một đêm thì chúng tôi sẽ tặng kèm một cái voucher là một cái vé trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao Đỏ tại đây cho khách. Để kích hoạt cho tất cả các hoạt động du lịch thì đến ngày 12 và ngày 13 của tháng 10 thì thị xã Sapa sẽ tổ chức giải chinh phục Xéo Mi Tỉ, hồ nhân tạo cao nhất của Đông Nam Á để thu hút khách du lịch và cũng là để khẳng định về sự đảm bảo an toàn, sự sẵn sàng của thị xã Sapa trong việc mà đón khách. Chuỗi các chương trình sự kiện mùa đông thì cũng đang được các phòng ban chuyên môn đang triển khai thực hiện. Theo thống kê của ngành du lịch ở Lào Cai, do ảnh hưởng của thiên tai vừa qua, thiệt hại gây ra cho du lịch tỉnh nhà khoảng 20 tỷ đồng. Ước tính 3 tháng cuối năm 2024, tổng thu từ khách du lịch giảm 2.400 tỷ đồng, ước giảm hơn 1 triệu lượt khách. Chính vì vậy, ngành du lịch đang tham mưu cho tỉnh có những giải pháp để phục hồi du lịch trở lại. Chúng tôi đang đề xuất với tỉnh tiếp tục cho sở tổ chức những cái hoạt động kích cầu du lịch, ví dụ như là tổ chức các lễ hội, các hoạt động xúc tiến tại thị trường Trung Quốc, tại thị trường Hàn Quốc, rồi là tại thị trường Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là những thị trường đưa khách trọng điểm thì đã được ủy ban tỉnh chấp thuận thì chúng tôi sẽ tiến hành trong thời gian tới. Trước ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng do hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra, cùng với diễn biến phức tạp của thiên tai, lũ lụt, dự báo hết năm 2024, du lịch Lào Cai dự kiến đón khoảng 7,5 triệu lượt khách, trong khi chỉ tiêu kế hoạch năm là đón 8 triệu lượt khách.